Chị xin tự giới thiệu ha, chị là thạc sĩ bác sĩ Lâm Diễm Phương, giảng viên của bộ môn chẩn đoán hình ảnh. Thì hôm nay sẽ phụ trách giảng cho lớp bài X-quang xương khớp. Thì cái mục tiêu ngày hôm nay á, thứ nhất là trình bày được cái giải phẫu của X-quang xương khớp. Thứ hai và mô tả được hình ảnh X-quang xương khớp bình thường. Thì các em học kỹ cái hình ảnh X-quang xương khớp bình thường này ha. Rồi thì những cái trường hợp bệnh lý á, mình mới có thể nhận diện ra được cái tổn thương ha, dựa vào cái bất thường của nó và mình sẽ phân tích. Rồi thứ ba là mình học cái biết được những cái triệu chứng X-quang xương. Thứ tư là nhận biết được những cái triệu chứng X-quang khớp trên cái hình ảnh X-quang á. Rồi cuối cùng là mình chẩn đoán được một số bệnh lý xương khớp thường gặp. Thì về cái giải phẫu X-quang xương á, thì chúng ta biết đó là bộ xương gồm có 206 xương và phần lớn là đối xứng với nhau và chia thành hai phần chính, đó là phần xương trục với xương tứ chi. Và cái phần xương trục thì gồm có xương sọ, xương móng, các xương nhỏ của tay. Rồi phần xương thân mình thì có cột sống, xương sườn, xương ức, vân vân. Rồi những xương tứ chi thì mình có chi trên và xương chi dưới. Thì đây là phần hình hình ảnh mình chụp đại thể ha, phía trước và phía sau. Thì cái hình màu cam đó là phần xương trục ha. Còn cái hình màu vàng đó là phần xương tứ chi. Thì đa số các xương là đối xứng hai bên. Thì đó là cái lý do mình chụp X-quang và mình phải so sánh cái hình kế bên. Ha. Rồi về phân loại xương thì mình sẽ phân loại dựa vào hình dạng. Thì cái xương dài nó có hình ống ha, và có cái thân xương ở giữa và hai đầu xương. Thì bên trong cái ống á, nó chứa tủy ở vùng thân xương. Rồi ở vùng đầu xương thì mình sẽ có cái cấu tạo của đầu xương, đó là mô xương xớp, và bên trong nó cũng chứa tủy xương. Thì cái thân xương thì mình sẽ có cái cấu tạo bằng mô xương chắc. Ví dụ xương dài là xương cẳng chân, xương cẳng tay ha. Xương ngắn thì mình sẽ có cái kích thước của cái bề ngang, bề dọc và trước sau thì gần bằng nhau. Ví dụ các xương cổ tay và cổ chân thì gọi là xương ngắn, và cấu tạo chủ yếu là mô xương xốp. Xương dẹt thì là cái loại xương là xương rộng ha, và hai cái bảng xương đặt nó sẽ nằm hai bên và nó mỏng ha. Ở phía giữa là mô xương xốp, thì ví dụ như xương bả vai, xương sọ, xương chậu, đó là xương dẹt. Xương khó định hình là những cái xương mình không có định hình được ha. Ví dụ cái xương hàm trên, xương hàm dưới, và cái xương vừng thì gồm có xương bánh chè. Thì về cấu tạo bên trong xương mình sẽ có ba phần, đó là màng xương, chất xương và tủy xương. Về cái màng xương thì mình đi từ phía màng xương là phía ngoài ha. Đó nó là cái màng liên kết và nó bọc ở ngoài xương, ngoại trừ cái mặt khớp. Chất xương thì nó nằm ở dưới lớp màng xương, thì gồm có hai loại là xương đặc và xương xốp. Thì xương đặc nó phát triển ở xương dài, còn xương xốp thì nó phát triển ở đầu các xương ống và xương ngắn ha. Còn xương dẹt thì lúc nãy mình học ra là nó có cái xương xốp, nó là cái lớp mỏng nằm giữa, và xương đặc thì nó là cái lớp ở ngoài. Phần tủy xương thì mình có hai dạng cơ bản, đó là tủy tạo huyết có màu đỏ và tủy mỡ có màu vàng. Thì tủy tạo huyết thì thường gặp ở phôi thai và trẻ sơ sinh ha, và có khả năng tạo huyết. Còn tủy mỡ màu vàng thì nó chứa nhiều mỡ và thường là nơi dự trữ mỡ cơ thể ha, thì nó có nhiều ở người lớn. Vậy đây là một cái cấu trúc xương đại thể. Thì đây là xương xương dài ha, đây là vùng đầu xương, còn đây là thân xương. Thì phía đầu xương thì mình sẽ có cái mô xương xốp, thân xương mình sẽ có mô xương đặc. Từ từ ngoài vào trong thì mình có, đây là vỏ xương, bên trong đây là vùng ống tủy ha.
ha. Rồi, đây là cái phần phần vỏ xương này, đó là phần mô xương. Mô xương đặc là vùng thân xương, còn phía này là vùng mô xương xốp. Thì ở phía đầu xương mình còn có cái sụn ha, gọi là sụn sụn tiếp hợp. Đây là sụn khớp. Rồi về thành phần hóa học thì mình sẽ có hai phần, đó là chất vô cơ chiếm 72%, gồm nước và muối khoáng. Thì mục đích là làm xương cứng rắn. Và chất hữu cơ là 28%, nó sẽ làm xương dẻo dai. Về tính chất vật lý xương thì mình sẽ có độ cứng và tính đàn hồi. Và cái tỷ lệ cái thành phần chất hữu cơ và vô cơ sẽ thay đổi theo tuổi, giới tính và chế độ dinh dưỡng. Thì giờ mình sẽ qua cái hình ảnh X-quang của xương ha. Thì khi mình chụp X-quang xương á thì cái hình ảnh bình thường của xương như thế nào? Thì đối với màng xương và sụn khớp mình sẽ không thấy, không có cản quang, cho đó mình không có nhìn thấy được cái trên cái hình ảnh X-quang ha. Về thân xương thì là thân xương nó có hình ống ha và mô xương đặc phát triển, cho nên mình sẽ thấy cái vùng thân xương nó cản quang mạnh. Rồi cái vùng đầu xương, hành xương đó là cái vùng mà chỉ có mô xương xốp phát triển, cho đó mình thấy cái vùng đó là cản quang kém. Về phần mô mềm thì đặc điểm mô mềm trên phim X-quang là không có cản quang. À, đây là một cái hình ảnh minh họa chụp một cái phim X-quang của hai xương cẳng chân. Ở đây thì mình thấy là đây là cái hình, đây là hình để mình diễn tả cái hình bên đây ha. Thì mình thấy cái vùng đầu xương nè, vùng đầu xương hai bên mô xương xốp, thì ở đây đầu xương mô xương xốp, cho nên là cái độ cản quang của đầu xương nó kém hơn so với cái vùng thân xương. Thân xương là mô xương đặc, à, đây là thân xương mô xương đặc. Rồi cái màng xương là nó bao ở phía lớp màng liên kết, bao phía ngoài mình không thấy, à, mình chỉ thấy được có cái chất xương trong thôi. Rồi cái phần mô mềm, đây là cái mô mềm bao quanh cái hai xương cẳng chân thì nó không có cản quang. Đây ha, cái hình chụp minh họa cái chụp X-quang hai xương cẳng chân. Đây là đầu xương, đây là đầu xương, đây là thân xương. Rồi đây là phần mô mềm không cản quang ha, màng xương không cản quang, chất xương, vùng thân xương cản quang mạnh, đầu xương cản quang kém. Đây là hình ảnh bình thường của một cái xương chụp trên X-quang. Thì giờ mình sang cái khớp. Khớp xương thì định nghĩa đó là chỗ các xương tiếp xúc và liên kết với nhau. Thì khi phân loại khớp mình sẽ dựa vào hoạt động của khớp. Thì mình sẽ có ba loại là khớp bất động, khớp động và khớp bán động. Cấu tạo khớp thì mình có khớp sợi, khớp sụn và khớp hoạt dịch. À, về cái khớp bất động, đó là khớp giữa các xương liên kết không có khoang khớp hay là ổ khớp hoặc là khe khớp, mà các xương nó dính với nhau nhờ cái mô liên kết sợi hay là sụn, thì phạm vi hoạt động khớp rất nhỏ hoặc là không thể hoạt động được. Thì về phân loại thì mình sẽ có là khớp bất động sợi và khớp bất động sụn. Thì cái khớp bất động sợi nó là cái dây chằng vàng giữa cái cung với đốt sống ha, cái màng gian cốt giữa xương cẳng tay cẳng chân. Còn khớp bất động sụn nó là cái liên kết giữa xương chậu, xương mu, xương ngồi, giữa xương sườn và xương ức. Rồi phần khớp bán động thì là cái khớp mà giữa cái xương liên kết nó còn có khe khớp, nhưng cái hoạt động của cái khe khớp này nó kém linh hoạt ha, và biên độ nhỏ. Thì khớp nó chỉ có lớp sụn ở chỗ tiếp xúc các xương, thì mình sẽ phân loại là cái khớp sụn sơ và khớp sụn trong. Ở khớp sụn sơ thì mình sẽ gặp giữa khớp giữa thân các đốt sống và khớp mu. Còn khớp sụn trong thì khớp giữa xương ức với thân xương ức và khớp giữa xương cùng với xương cục. Thì đây là cái khớp giữa cái thân các đốt sống nè. Mình có cái khớp là khớp bán động, thì cái biên độ di động của nó ít. Rồi mình sang cái khớp động.
là cái khớp giữa cái xương liên kết nó có một khoang khớp hay ổ khớp để cho nó cử động thuận lợi. Thì hầu hết các khớp ở chi nó đều thuộc loại khớp động. Thì cấu tạo của một khớp thì mình có diện khớp và các phương tiện nối khớp, thì gồm có bao khớp, khoang khớp với dây chằng. Phân loại và dựa vào cái hình thể diện khớp, số trục quay của khớp và số lượng xương tham gia vào cấu tạo khớp hay là phương thức hoạt động của khớp. Thì bây giờ mình sẽ sang qua cái phần cấu tạo của khớp động. Thì mình có cái diện khớp, đó là chỗ nối hai đầu xương. Thì cái đầu xương nó sẽ được phủ bởi cái lớp sụn trơ nhẵn đàn hồi và giảm ma sát, thì chịu được cái lực nén và giảm chấn động cơ học, thì nó sẽ tăng tính linh hoạt và bền vững của khớp. Bao khớp thì mình sẽ có là một màng bám vào bờ của các diễn khớp nối hai xương lại với nhau, thì cái bao khớp nó mỏng ha và nó dai, nó đàn hồi và có nhiều mạch máu và dây thần kinh. Thì mình sẽ có cái bao khớp nó có hai lớp, đó là lớp ngoài là cái lớp bao sợi nó dày, nó bảo vệ cho khớp, còn lớp trong đó là màng hoạt dịch, nó sẽ tiết chất nhờn để bôi trơn đầu khớp. Rồi mình sẽ có cái ổ khớp, đó là cái khe kính do màng trong của khớp tạo nên, thì nó chứa chất hoạt dịch và dây chằng. Dây chằng thì nó những cái bó sợi bao bọc bên ngoài khớp. Thì có một số trường hợp dây chằng nằm trong bao khớp nhưng vẫn nằm ngoài bao hoạt dịch ha. Và phần lớn là dây chằng không có tính đàn hồi và dây chằng có tính chắc ha. Phần phụ thì ví dụ như mình có cái sụn viền với sụn chêm. Thì trường hợp mà khi hõm khớp quá bé hay là quá cạn thì có thêm cái sụn chêm hay sụn viền thì nó làm khớp nó hõm, nó rộng và nó sâu thêm thì nó vững khớp hơn ha. Ví dụ như khớp vai, khớp gối ha. Khớp vai ha. Thì mình có cái sụn viền, còn khớp gối mình có cái sụn chêm. Thì đây là một cái hình ảnh một cái khớp đại thể đây ha. Thì mình thấy là đây là hai cái đầu xương ha, đây là khe khớp, rồi phía đầu xương mình có sụn khớp, đây là khoang khớp ha, rồi đây là màng cái bao khớp, rồi xung quanh khớp này mình có cái dây dây chằng giữ cho khớp được vững chắc ha. Và ngoài ra mình còn có những cái điểm điểm bám của các gân cơ ở đây cũng nhằm mục đích là giữ cho khớp được vững chắc. Rồi tiếp theo mình sẽ học về cái triệu chứng học X quang xương. Thì thứ nhất là mình xem có hình ảnh bất thường đậm độ xương là như thế nào. Là bất thường đậm độ xương thì mình có hình ảnh là thứ nhất là mình có hình ảnh giảm đậm độ. Giảm đậm độ thì trên X quang mình nhìn thấy được có là khi mà lượng canxi giảm trên 30% thì mình có giảm đậm độ toàn thể và giảm đậm độ khu trú. Thì giảm đậm độ toàn thể gặp trong những trường hợp là loãng xương, nhuyễn xương, cường cận giáp, đa u tủy và di căn, vân vân. Về khu trú thì mình có viêm bất động hoặc u. Ở đây là hình ảnh minh họa một chụp một cái chụp cột sống thắt lưng ha. Nghiêng. Tôi thấy nghiêng. Thì đây là hình ảnh cục sống thắt lưng bình thường ha, và đây là một cái hình ảnh chụp cục sống thắt lưng nghiêng. Thì mình so sánh ha, ở cái phim này mình thấy là tất cả các thân sống nó bị giảm đậm độ so với cái hình ảnh bên đây ha. Thì mình có cái giảm đậm độ toàn thể tất cả các thân sống rồi. Ở đây mình sẽ có xẹp hình ảnh xẹp thân sống dạng hình chêm. Đây ha, các thân sống bị xẹp. Thì đây là xẹp do loãng xương ha. Đây là xẹp bệnh lý do loãng xương. Rồi một cái hình minh họa nữa ha. Hình ảnh giảm đậm độ xương khu trú. Thì đây là mình chụp cái hình xương bàn tay thẳng qua các xương của cái vùng bàn tay ha. Thì mình có đây là các khớp xương nè,
các khớp xương. Thì mình thấy ở đây nó có cái vùng giãn đậm độ so với bên này. Đây ha, vùng giãn đậm độ so với những cái khớp kế cận. Thì đây là hình ảnh bất thường. Đây bất thường ha. Và mình thấy là nó chỉ giảm đậm độ tại một cái vị trí đây thôi, ở phía trước của cái xương này và phía sau của cái xương ngón tay ha, nó không có giảm đậm độ. Như vậy thì mình sẽ có đây là vùng giảm đậm độ khu trú. Rồi xong đó mình sẽ phân tích là cái này nó cái vùng giảm đậm độ này nó ở vùng đầu xương, nó vùng đầu xương, cái đó là một cái khe hay là cái khe khớp. Thì như vậy là giảm đậm độ liên quan với cái khớp ha. Rồi ở đây xung quanh mình sẽ để ý thấy cái phần mô mềm bao quanh khớp nó sẽ bị phù sưng hơn so với bình thường, mình sẽ so với cái ngón kế bên ha. Thì đây là hình ảnh viêm khớp. Rồi mình sang cái bất thường tăng đậm độ. Thì tăng đậm độ nó là cái sự tăng sự cản quan của xương. Thì mình sẽ chia làm hai loại, đó là toàn thể và khu trú. Thì toàn thể thì mình có cái bệnh bẩm sinh như bệnh xương đá, bệnh rối loạn chuyển hóa, tăng vitamin D và u hay di căn lymphoma. Còn bệnh tự phát như bệnh ba ghép. Cái tăng đậm độ khu trú thì mình có cái hình ảnh đảo xương, hình ảnh gồi máu xương cũ, hình ảnh u xương, lành xương ha, sau những cái tổn thương. Đây là hình minh họa, hình ảnh chụp X-quang qua cái xương chậu. Rồi đây là hình ảnh minh họa chụp cái CT cũng qua xương chậu. Thì cái hình trên hình X-quang bạn thấy có một cái ổ tăng đậm độ ha, và nó chỉ là khu trú tại cái vùng này thôi, những cái vùng này là bình thường. Như vậy mình có tăng đậm độ khu trú và bờ nó rõ ha. Ở đây hình CT cho thấy rõ hơn, thì mình cũng thấy là có một cái ổ tăng đậm độ khu trú so với cái phim cái những cái đậm độ xương này là bình thường. Thì đây là hình ảnh đảo xương. Rồi một cái hình minh họa nữa ha. Mình chụp cái phim xương X-quang xương cánh tay. Thì mình đi từ trên xuống đây mình thấy đậm độ xương cánh tay bình thường ha. Thì ở cái vùng này mình có thấy tăng tăng cái đậm độ bất thường. Ở đây là vùng đậm độ xương cánh tay bình thường. Như vậy thì đây là cái hình ảnh tăng đậm độ khu trú. Hình ảnh này là u xương dạng xương. Rồi ở đây cũng cũng vậy ha, mình chụp một cái hình ảnh phim X-quang cái vùng khung chậu. Thì đây là cái hình những cái cục sống thắt lưng thấp. Đây. Rồi ở đây mình thấy có một cái vùng tăng đậm độ ở cái thân sống S1. Đây là cái vùng xương chậu. Đây thì mình thấy cái đậm độ xương chậu, cái vùng đậm độ xương thắt lưng này bình thường, và cái vùng đậm độ xương này nó ở vùng S1 nó tăng. Thì đây là hình ảnh tăng đậm độ khu trú cái thân S1. Rồi trên đây mình cũng có một hình minh họa chụp cột sống thắt lưng nghiêng. Thì mình đi từ trên xuống mình thấy các thân sống, đậm độ xương của các thân sống ha. Thì ở đây mình có một cái vùng thân sống tăng đậm độ bất thường so với những cái thân sống này. Thì như vậy thì mình sẽ có tăng đậm độ khu trú một thân sống của cái vùng cột sống thắt lưng. Rồi trên cái hình ảnh này mình sẽ có cái hình ảnh tăng cái hình ảnh chụp cái
vùng bụng ha, chụp vùng bụng, x-quang bụng. Và ở đây mình chụp thì mình thấy được cái cột sống thắt lưng, xương cùng, cục xương chậu, đầu trên của xương đùi ha. Ở đây mình cũng có thấy một phần xương sườn, thì mình thấy là có cái vùng bất thường đậm độ ở xương chậu và đầu trên xương đùi hai bên đây ha. Vùng bất thường ở đây thì vùng này nó sẽ tăng đậm độ so với cái vùng đậm độ xương bình thường ở đây, thì như vậy mình có cái hình ảnh bất thường tăng đậm độ xương ha. Trên bệnh nhân này có ca tuyến tiền liệt, như vậy thì đây hình ảnh là di căn xương. Rồi mình sang một cái ha, tăng đậm độ xương lan tỏa thì mình thấy tất cả các xương ha ở đây đều tăng đậm độ và đối xứng hai bên. Xương sườn, xương ở vai, xương cánh tay ha, xương các xương đốt sống ha, đều tăng đậm độ. Mình có cái bệnh xương đá ha. Rồi mình sang một cái triệu chứng khác, đó là bất thường về cấu trúc. Thì mình sẽ có bất thường cấu trúc hủy xương. Thì hủy xương nó là cái hình khuyết hay là cái vùng thấu quang, và do nhiều nguyên nhân khác nhau, ví dụ như là u viêm đè nén. Rồi mình sẽ có hủy xương dạng bản đồ, bọt gặm, dạng thấm. Thì cái vị trí khi mà đọc cái hủy xương, mình coi cái vị trí của nó ha, có liên quan với xương hay không, có liên quan tới sụn hay là vỡ xương hay không. Rồi cái hủy xương này nó là đơn độc hay nhiều ổ, rồi bờ nó có viền sơ hay không ha, mà mình xem cái vị trí và cái tiến triển của cái hủy xương. Thì đây hình ảnh minh họa mình cho thấy những cái vùng hủy xương ha. Ở đây là cái hình ảnh xương bình thường ha, mình thấy những cái bè xương bình thường. Ở đây một cái ổ này gọi là hủy xương, nó là cái ổ thấu quang ha. Ở đây cũng là hủy xương, những cái ổ chấm này là hủy xương, và những cái ổ này ha, cũng là hủy xương. Thì cái ổ phía trên này đó là cái hủy xương mà bờ của nó có bờ rõ. Ở đây hủy xương bờ nó không rõ. Ở đây cái nhiều ổ hủy xương. Ở đây nhiều nhiều ổ hủy xương và mà dạng mảng, dạng dạng nốt ha. Còn đây là nhiều ổ dạng nốt. Và mình thấy bờ nó cũng không rõ. Thì ở đây cũng vậy ha, mình sẽ thấy là hình ảnh này là đây là hình ảnh xương bình thường, thì mình có cái ổ hủy xương đây và cái nó có cái bờ viền, là trên hình ảnh X-quang mình thấy có một ổ thấu thấu quang và bao quanh của nó là một cái viền tăng cản quang, mình gọi là cái viền sơ ha. Rồi ở đây mình sẽ có cái hình ảnh hủy xương và cái bờ nó không có bờ viền. Đây là hình ảnh hủy xương và mình thấy xung quanh này nó có thâm nhiễm phía xung quanh. Thì cái này để cho mình thấy được những cái dạng hủy xương ha. Thì những cái hủy xương nào nó có bờ viền mình gọi là hủy xương dạng bản đồ. Còn cái hủy xương nó không có cái bờ viền thì đó là mình gọi là hủy xương mà nó có vùng chuyển tiếp. Rồi hủy xương dạng mọt gặp, mình thấy nhiều ổ ha và nó không giới hạn rõ và nó dính với nhau không đều. Dạng thấm ha, mình cũng thấy nhiều ổ dạng mảng hay nốt và dính với nhau không đều. Thì đây là cái ổ hủy xương khu trú ha. Mình sẽ thấy cái hình ảnh thấu quang, hình ảnh thấu quang. Đây là cái hình ảnh đậm độ xương bình thường trên X-quang. Đây mình sẽ thấy có một vùng thấu quang bên trong và cái viền, nó có một cái viền sơ bao quanh cái vùng thấu quang này thì gọi là cái hủy xương khu trú ha, và có cái viền sơ.
Đây là hình ảnh của cái sang thương lành tính ha. Rồi. Ở đây hình minh họa mình thấy là có hình ảnh hủy xương dạng bản đồ, hủy xương dạng bọt dặm và hủy xương dạng thấm. Thì đây mình thấy ví dụ hình này mình sẽ thấy những cái vùng thấu quang bên trong đây là ảnh hủy xương và những cái vùng tăng quang ở phía ngoài này là hình ảnh bờ viền. Đây là bản đồ ha. Và thường là hủy xương và bản đồ là lành tính. Còn cái hủy xương mọt gặm thì mình thấy có nhiều ổ ha. Và nó dính với nhau. Nó giới hạn không rõ. Rồi. Ngoài ra thì mình sẽ thấy ở vùng này mình thấy có những cái mảnh xương nó rời, là nó bị gãy. Đây là gãy xương bệnh lý ha. Rồi. Ở hình này mình thấy có nhiều cái mảng hay nốt. Nó dính với nhau và nó không có giới hạn rõ. Đây là cái hình ảnh hủy xương dạng thấm. Thì thường cái hủy dạng mọt gặm và hủy xương dạng thấm nó là dạng ác tính ha. Rồi, ở đây một cái hình minh họa mình chụp cái x-quang cái vùng này là vùng cổ chân á, mình thấy hai xương cẳng chân và cái vùng xương cổ chân ở đây. Thì đầu dưới của cái xương chày mình thấy có một cái ổ thấu quang và xung quanh nó là không có viền sơ ha, mà và mình thấy là có cái mình gọi là cái vùng ổ hủy xương và không có viền sơ ha. Thì đây là hình ảnh của viêm xương. Rồi. Một cái hình minh họa mình có cái dạng hủy xương dạng mọt gặm nè, có những cái nốt ha thấu quang và nó không có nó giới hạn không rõ ha và nó dính với nhau ha, bờ nó cũng không đều. Đây hình ảnh hủy xương dạng mọt gặm trong chi căn. Rồi một cái hình minh họa là hủy xương dạng thấm ha. Đây là những cái mảng giảm trọng độ hay là mảng thấu quang bên trong và nó dính với nhau. Đây là hình MRI thì mình chụp minh họa cho cái tổn thương này ha. Thì mình thấy là cái toàn bộ những cái vùng cấu trúc xương ở cái vùng đầu dưới xương đùi á, nó tăng cái tín hiệu ha. Rồi bên đây là cái vùng xương ha, và mình thấy nó có hình hiện tượng mà tăng sinh cái xương ở đây. Đây là hình ảnh hủy xương dạng thấm. Và đây là hình ảnh hủy xương với cái những cái nốt ha, những cái nốt nhỏ mà lan tỏa. Thì đây hình ảnh hủy xương dạng mọt gặm trong cái đa ung tủy. Rồi đây là dạng thấm ha. Mình sẽ thấy những cái mảng hủy xương, mảng thấu quang ha, những cái nốt. Thì đó nó dính với nhau và nó không đều ha. Rồi mình sang cái bất thường về bất thường cấu trúc về tạo xương. Thì mình có cái bất thường từ xương thì nó sẽ tạo từ các bè xương. Thì cái bất thường tạo xương này thì mình sẽ quan sát cái phản ứng màng xương. Thì phản ứng màng xương nó định nghĩa nó là cái phản ứng từ cái mặt trong màng xương. Thì mình có hai dạng, đó là phản ứng màng xương dạng tiến triển chậm và cái dạng phản ứng màng xương dạng tiến triển nhanh. Thì cái dạng tiến triển chậm đó là cái phản ứng màng xương nó liên tục và nó có một lớp đồng nhất. Thì cái này đã phát triển chậm ha, trong u lành, viêm hay gãy xương. Còn dạng tiến triển nhanh đó là cái màng xương nó không liên tục, nhiều lớp và hình tổ gai thì mình sẽ gặp trong những hình ảnh viêm hay u ác tính.
Ngoài ra mình còn có cái bất thường cấu trúc dạng hỗn hợp là vừa có tạo xương và vừa hủy xương. Thì ở đây mình có những cái hình ảnh minh họa cho thấy những cái phản ứng màng xương đây ha. Thì đây là minh họa một cái xương bình thường. Xương bình thường ha. Thì ở đây nó có một cái tổn thương ở đây. Rồi, bình thường cái màng xương. Màng xương là nó mình không có thấy được trên X-quang. À, khi cái màng xương mình thấy được là khi nó có cái phản ứng màng xương thì mình sẽ thấy nó có dày một lớp đồng nhất hoặc là dày theo cái kiểu tạo thành cái tam giác Gottman ha, hoặc là cái phản ứng màng xương nó sẽ nhô ra thành những cái hình ảnh của cái tia nắng mặt trời ha, và những cái hình ảnh nó vuông góc với cái xương mà gọi là hair ornament ha, và những cái hình ảnh ha này nó xếp lớp, xếp chồng nhau mình gọi là cái hình vỏ hành. À, tương tự thì mình sẽ có cái phản ứng màng xương đi từ cái phía từ phía bên trái sang bên phải này, thì đây là cái dạng từ lành tính ha cho đến dạng ác tính. Thì cái vùng mà ở phía bên bên trái này mình có phản ứng màng xương dạng bọc lớp thì thường là lành tính ha, còn ở cái từ cái loạt dạng phản ứng màng xương dạng lá, dạng tia nắng mặt trời hay dạng tam giác Gottman thì thường là dạng ác tính. Đến đây đây hình minh họa cho thấy là cái phản ứng màng xương có một cái dạng lớp dày đặc. Thì cái hình màu đỏ là tổn thương ha. Đây là cái hình xương nè. Ở đây hình vỏ xương. Thì bình thường ở ngoài này là màng xương mình không thấy nè. Thì ở đây mình thấy có một cái lớp. Một lớp. Nó nhô ra phía ngoài màng xương. Đây là phản ứng màng xương. Mà dạng gọi là dạng một lớp dày đặc. Đó, cái hình ảnh minh họa ha. Mình chụp cái hai xương cẳng chân. Rồi mình thấy đây là cái vùng vỏ xương bình thường ha. Đây vùng vỏ xương. Tới đây mình thấy có một cái vùng tổn thương. Tăng cái đậm độ xương nè ha. Rồi ở phía màng xương. Ở đây là bình thường. Thì ở đây mình thấy nó có nhô ra. Nhô ra. Đây là bình thường. Thì cái vùng nhô ra này là vùng bất thường của cái màng xương. Thì đó là cái phản ứng màng xương dạng một lớp. Rồi một ví dụ khác nữa ha. Đây là cái phản ứng màng xương dạng một lớp. Ở đây màng xương. Ở đây mình không thấy có màng xương ha. Ở đây mình thấy có phản ứng màng xương nhô ra. Rồi đây cũng bình thường. Đó là phản ứng màng xương dạng một lớp. Đây hình ảnh mình chụp lớn mình thấy ha. Thì cái vùng này là cái vùng vỏ xương bình thường. Hay cái vùng này bệnh lý. Mình thấy có vùng tăng cái đậm độ xương khung trú ở đây và cái phản ứng màng xương của mình đã nó vô ra đây dạng một lớp. Rồi mình sẽ có cái dạng phản ứng màng xương nhiều lớp, thì mình sẽ có cái từng lớp như vậy, nó gọi là nhiều lớp. Thì đây là cái dạng vỏ hành. Ở đây mình thấy ha, có cái tổn thương ở đây. Rồi mình thấy cái đây là cái vỏ xương này bình thường ha, đây là vùng vỏ xương nè và mình thấy có nhiều lớp ở phía ngoài màng xương, đó là phản ứng màng xương dạng nhiều lớp. Rồi ở đây mình có cái chụp cái phim X-quang đùi ha, rồi mình thấy cái xương đùi đây tổn thương ở ở vùng này tăng đậm độ xương. Đây là cái phản ứng màng xương, cái phản ứng màng xương. Rồi mình thấy cái màng xương này nó dạng lớp, nó có nhiều lớp nè. Và ngay tại đây mình thấy nó mất liên tục thì mình gọi là đây phản ứng màng xương dạng lớp và không liên tục. Đây cũng vậy ha. Mình thấy có nhiều lớp ở màng xương, đây là phản ứng màng xương dạng lớp. Rồi mình có cái dạng tủa gai.
Dạng tủ gai ha. Đây để cây chụp X-quang xương ở cái vùng xương đùi. Thì ở đây mình thấy có những cái màng xương đây ha, mình thấy có những cái đường đi ra đây và nó vuông góc với cái thân xương. Thì mình gọi đây là cái phản ứng màng xương dạng tủ gai ha. Những cái đường vuông góc này nó không có đều ha, nó tủa nhiều hơn hay là dạng tủa gai. Một cái hình minh họa nữa, mình chụp hai xương, đây là vùng cẳng tay ha, thì tổn thương tại cái đầu trên hai xương cẳng tay. Thì đây là cái vùng mà vỏ xương đây, thì mình thấy tại đây mình thấy nhô ra hay là phản ứng màng xương. Thì phản ứng màng xương này dạng vuông góc với cái thân xương, như vậy đây là phản ứng màng xương dạng tủa gai. Rồi mình có cái dạng tam giác cốt men là đây là tổn thương ha, thì tổn thương nó nhô ra khỏi cái vỏ xương. Thì từ ở đây là cái phản ứng màng xương, thì mình sẽ thấy từ cái tổn thương nè, nó sẽ tạo với cái thân thành một cái tam giác, thì mà gọi là nó là tam giác cốt men. Đây cũng vậy ha, thì từ cái tổn thương này, cái phản ứng màng xương nè, đây phản ứng màng xương nó giống như cái hình tam giác, mình gọi là tam giác cốt men. Ở một cái hình minh họa mình thấy đây ha, cái phản ứng màng xương này rồi nó tạo ra cái giống như tới đây dạng hình tam giác. Mình có tam giác phản ứng màng xương dạng tam giác cốt men, thì thường gặp trong bệnh lý ác tính. Rồi đây cũng hình ảnh phản ứng màng xương dạng tam giác ha, đi từ đây tới đây. Đây là cái khối tổn thương. Rồi mình có cái bất thường cấu trúc dạng hỗn hợp á, là vừa có hủy xương và vừa tạo xương. Ở đây mình chụp cái X-quang xương sọ ở phía trước ha. Phía trước thì mình thấy những cái vùng thấu quang và những cái vùng tăng tăng quang. Thì đây mình gọi là hủy xương dạng hỗn hợp, tổn thương dạng hẳn hỗn hợp. Rồi đây hình CT ha, CT mình thấy mấy cái ổ giảm đậm độ và những cái ổ tăng đậm độ. Thì là vừa giảm đậm độ là hủy xương, tăng đậm độ là tăng sinh xương, mình gọi là dạng hỗn hợp ha. Rồi mình sang cái phần bất thường về hình dạng như là phì đại, thay đổi trục và mỏng xương, thì nó sẽ tùy thuộc vào bệnh căn ha, ví dụ gãy xương, viêm xương, u xương hay là di truyền. Thì mình có cái bẩm sinh hay là mắc phải. Đây mình thấy có cái hình ảnh bất thường về hình dạng, thì cái cột sống bình thường ha, nó sẽ là thẳng bình thường, mà đây là cái cột sống nó vẹo qua một bên, vẹo qua một bên mà gọi là vẹo cột sống. Thì trong những cái mình sẽ xem những cái thân sống này có cái bất thường nào hay không ha. Thì đây mình thấy có một cái thân sống bị xẹp dạng hình chêm nè ở đây, và nó sẽ gây ra cái bất thường về hình dạng tại cái vị trí này, rồi đi gọi là hình ảnh bất thường đốt sống bán phần. Rồi ở đây hình minh họa mình thấy có chụp cái cột sống thắt lưng thẳng. Rồi đây mình có cái thân xương này nó tăng cái kích thước, tôi gọi là cái phì đại thân xương ha. Rồi bên trong cái thân xương này thì mình thấy vừa có hủy xương vừa có tạo xương. Đây đây là hình ảnh tổn thương vừa có bất thường hình dạng vừa bất thường cấu trúc. Rồi mình sang cái đánh giá X-quang khớp. Thì khi đánh giá X-quang khớp mình coi ha, trục khớp thì xem có bán trật hay là trật khớp hay không. Thứ hai là xem khe khớp, thì khe khớp rộng hay hẹp, hay là mất khe khớp hay là nham nhở. Rồi xem cái đầu xương dưới sụn
Nên xem có loãng xương, đặc xương hay có biến dạng gì hay không. Rồi xem về sụn khớp. Thì sụn khớp trên X-quang mình không thấy ha. Và khi bị tổn thương á, thì nó sẽ biểu hiện bằng hẹp khe khớp trên X-quang. Rồi nếu mà mình nghi ngờ có cái tổn thương sụn khớp thì mình cho chụp MRI ha. MRI sẽ thấy rõ được cái hình ảnh sụn khớp. Rồi về cái mình xem cái phần mềm thì xem trong có sưng hay là vôi hóa phần mềm hay không. Thì trong cái tổn thương khớp mình sẽ chia ra cái hẹp khe khớp ha. Hẹp khe khớp thì khi mà đánh giá cái khe khớp mình xem những cái tư thế chịu lực, và khi mà cái khe khớp đó nghĩ là hẹp nhẹ thì nên so sánh với cái bên đối diện. Rồi mình sẽ chia ra hẹp toàn bộ hay là hẹp khu trú của khe khớp. Hẹp toàn bộ đó là hẹp ở cái vùng chịu lực và không chịu lực, còn hẹp khu trú thì nó sẽ hẹp ở cái vùng chịu lực. Thì cái hẹp toàn bộ mình hay gặp trong viêm khớp ha, và hẹp khu trú thì mình sẽ hay gặp trong bệnh lý thoái hóa khớp. Rồi ở đây mình có hình minh họa một cái chụp cái khớp gối. Hình ở bên trái là mình thấy cái khớp gối bình thường ha. Hình bên phải thì mình thấy cái khớp gối này bất thường. Thì ở đây mình thấy những cái đầu dưới của xương đùi và cái đầu trên của xương chày, đây mình thấy có những cái vùng tăng đậm độ mà nhô ra từ những cái đầu xương này. Thì đây là gọi là gai xương. Rồi mình xem cái khớp gối này thì mình thấy cái khe khớp gối ở phía ngoài đây và khe khớp gối trong nè. Thì mình thấy cái khe khớp gối bên trong nó hẹp so với cái khe khớp gối ngoài. Như vậy đây là hình ảnh là hẹp cái khe khớp khu trú. Thì hẹp khe khớp khu trú cộng với gai xương thì gặp trong bệnh lý thoái hóa khớp gối. Đây ha, thoái hóa khớp gối. Chụp cái hình ảnh X-quang vùng gối trên phim thẳng, tư thế thẳng, tư thế nghiêng chứ. Đây là tư thế thẳng. Thì khi đánh giá cái khớp gối thì mình sẽ hay chụp hai thế ha. Một là thế thẳng, hai là thế nghiêng. Rồi, ở đây mình thấy cái vùng này là xương bánh chè ha. Thì mình thấy cái bề mặt xương nó sơ, gọi là sơ xương dưới sụn. Đấy là xương đùi dạy, xương chày cũng vậy. Rồi đây là cái hình ảnh gai xương. Mình thấy nhô ra đây, gai xương ha. Và mình thấy cái khe khớp đây, hẹp cái khe khớp. Rồi mình sang cái tổn thương rộng khe khớp. Thì rộng khe khớp nó là giãn rộng khoảng cách giữa các đầu xương. Nguyên nhân thường gặp đó là tràn dịch khớp, chật khớp, đứt dây chằng hay là phì đại sụn khớp. Rồi cái hình ảnh gai xương trong cái tổn thương khớp nó như thế nào? Thì cái gai xương nó định nghĩa nó là cái hình ảnh vôi hóa cấu trúc bao khớp hoặc là cái vị trí bám của gân vào xương. Và cái hình ảnh gai xương này hay gặp trong cái bệnh lý thoái hóa khớp. Rồi mình phải phân biệt với hình ảnh cầu xương. Đó là cái hình ảnh mà vôi hóa nó sẽ nối liền hai bờ khớp và gặp trong cái bệnh lý viêm gây dính khớp. Nên nhắc lại ha, cái gai xương là cái hình ảnh vôi hóa cấu trúc bao khớp hoặc là vị trí bám của gân vào xương. Còn hình ảnh cầu xương nó là hình ảnh vôi hóa nối liền với hai bờ khớp. Thì cái này mình cần phân biệt ha. Tại vì cái bệnh lý của nó, cái cơ chế bệnh lý nó cũng khác nhau. Gai xương hay gặp trong thoái hóa khớp, còn cầu xương hay gặp trong cái viêm gây dính khớp. Ở đây một hình minh họa. Hình ảnh X-quang chụp cột sống thắt lưng, tư thế nghiêng. Rồi ở đây mình thấy
Các thân sống thắt lưng, bề mặt của các thân sống thắt lưng thì mình sẽ trên cái bề mặt này mình thấy có hình ảnh tăng cái đậm độ xương, đây là mình gọi là hình ảnh sơ xương ha. Rồi ở cái phía ngoài nhô ra mình thấy có những cái vùng tăng cái đậm độ nhô ra phía ngoài, đây là hình ảnh gai xương ha, sơ xương dưới sụn gai xương. Rồi ở đây là hình ảnh trong thoái hóa khớp, thoái hóa cục sống thắt lưng. Rồi mình sang một cái tổn thương nữa là vôi hóa, thì mình có vôi hóa sụn khớp. Thì bình thường trên sụn khớp mình không thấy được trên X quang, nếu mà có hình ảnh vôi hóa thì mình sẽ thấy cái hình ảnh nó nằm, cái vôi đó nằm giữa cái khe khớp hai, và nó sẽ viền theo cái đường sụn khớp, thì mình sẽ gặp trong cái bệnh lý vôi hóa sụn hay hình ảnh vôi hóa bao hoạt dịch. Rồi một số cái bệnh lý mạng tính dẫn đến cái thoái hóa xương sụn bao hoạt dịch, từ những cái hình ảnh vôi hóa cạnh khớp như là vôi hóa gân hay phần mềm. Ở đây mình có cái hình ảnh vôi hóa, đây hình ảnh vôi hóa ha, đây hình ảnh vôi hóa, đó là hình ảnh tăng cái đậm độ bên trong cái khe khớp. Ta mình thấy trên đường đây của khe khớp, thì cái vị trí này đầu xương thì mình thấy là đó là sụn khớp ha, sụn khớp. Thì bình thường mình không thấy sụn khớp mà mình đây thấy có hình ảnh này thì đấm vôi vào bên trong khe khớp, thì đây là hình ảnh vôi hóa sụn khớp. Rồi ở đây cái hình ảnh là mình thấy có các nốt vôi hóa ở trong cái khớp và quanh khớp, đây là hình ảnh vôi hóa ở cái vùng trong cái bao hoạt dịch ha. Mình có cái bệnh lý synovia chondromatosis ha. Rồi ở đây mình chụp cái khớp vai, cái xoang vùng khớp vai. Đây là cái hình ảnh của cái đầu xương cánh tay. Đây là hình ảnh xương vai. Thì bình thường á, giữa cái xương cánh tay với cái xương vai thì mình sẽ không có thấy có cái cấu trúc này. Thì có một cái cấu trúc tăng cái đậm độ ở cái vùng củ lớn xương cánh tay, và nó đi dọc theo cái bờ phía trên này. Thì đây là hình ảnh của cái gân cơ trên gai. Gân cơ trên gai nó bám vào cái củ lớn xương cánh tay, mà mình thấy có hình ảnh tăng cái đậm độ như vậy, nó có đóng vôi cái gân cơ trên gai, hay là mình gặp là vôi hóa gân cơ trên gai, thì hay gặp trong cái bệnh lý thoái hóa hoặc là viêm thoái hóa gân cơ trên gai. Rồi mình sang một số bệnh lý xương khớp. Thì đầu tiên hay gặp nhất là gãy xương. Thì trước một cái gãy xương thì mình phải đánh giá, thứ nhất là cái vị trí gãy, thứ hai là hình thái. Thì mình xem cái gãy xương này nó là gãy xương bệnh lý hay không. Rồi gãy xương bệnh lý khi mà cái vị trí cái đường gãy nó xảy ra trên một cái nền xương bị bệnh lý, ví dụ là một cái kén xương hay là trên một cái vùng hủy xương, ha, hủy xương này, thì có thể là do u ác tính. Rồi mình xem cái kiểu đường gãy thì nó là gãy ngang, gãy chéo hay gãy dập nát, gãy thấu khớp, gãy bông sụn tiếp hợp, gãy cành tươi ở trẻ em mà gãy lúng, vân vân. Rồi xong mình sẽ đánh giá cái ổ gãy này có di lệch hay không. Rồi cái ổ gãy này mới hay cũ. Thì cái ổ gãy mới nó là cái khe cái ổ gãy sáng và bờ sắc nét. Ổ gãy cũ nó là xe ổ gãy không rõ và nó có xuất hiện canh xương. Thì lưu ý trường hợp gãy không liền thì mình sẽ có cái hình ảnh khớp giả. Nó là cái bờ hai đầu ổ gãy nó có hình ảnh tăng đậm độ xương do sơ hóa.
Đây là hình ảnh minh họa của các dạng gãy xương. Thì một cái hình ảnh là xương bình thường ha. Thì đây là những cái đường gãy ngang, gãy chéo, gãy xoắn. Gãy xoắn là cái đường gãy mà cái trục cũng thay đổi luôn cái trục xương ha. Rồi gãy nát là mình thấy nhiều mảnh. Còn gãy có mảnh rời là mình sẽ thấy có mảnh rời nó trong cái ổ gãy, hay là gãy rứt nơi bám cơ, thì là những cái vùng mà bám của cái gân cơ nó rứt ra thì đồng thời nó gãy luôn, nó rứt luôn cái chỗ bám của gân cơ. Gãy nén là mà cái đây là gãy phình vỏ xương hay là gãy cành tươi, là gãy có một bên. Đây hình minh họa cho thấy là cái hình ảnh chụp hai xương cẳng chân, tư thế thẳng và tư thế nghiêng. Mình sẽ xem ha, vị trí gãy ha, đầu dưới hai xương cẳng chân, rồi cái kiểu gãy mình thấy nó có gãy nhiều nhiều dạng ha. Cái này gãy có cái mảnh rời, rất nhiều mảnh rời đây. Gãy xoắn ha, trục của nó thay đổi nè. Rồi mình xem có gãy trên cái nền bệnh lý hay không. Thì mình thấy cái xương đậm độ xương của nó là bình thường, không có bất thường đậm độ xương. Như vậy là gãy không có trên nền bệnh lý, đó là gãy do chấn thương ha. Rồi mình xem di lệch xương, vừa có chồng ngắn gặp gốc, di lệch xoay ha. Rồi có gãy rứt luôn nè, gãy rứt của cái nơi bám một cái gân. Rồi mình đánh giá những cái cấu trúc xung quanh. Ở đây mình thấy có cái gì? Cái mô mềm của nó có khí ha. Tràn khí mô mềm. Rồi mô mềm nó bất thường nè, sưng phù nề. Cái vùng mô mềm nó bao quanh cái vùng ổ gãy. Rồi đây là hình minh họa cho thấy một cái trường hợp khớp giả. Đó là hiện tượng gãy xương mà cái sự lành xương nó không tốt ha. Nên đây là cái gãy phần 1 phần 3 dưới của cái xương chày, và nó không có cái lành xương, nó không tốt nên nó tạo ra cái hình ảnh có một cái khe ha. Có một cái khe ngay đây. Đó là hình ảnh khớp giả. Hai cái đầu xương của nó sơ xương dưới sụn, mình thấy có tăng đậm độ xương ở vùng cái hai đầu, cái tại cái ổ gãy á, là cái ổ gãy nó hở vì nó liền xương không tốt. Rồi mình sang cái hình ảnh viêm xương tủy xương, thì ở giai đoạn sớm thì X-quang không phát hiện được, siêu âm có thể biết có dịch bên dưới màng xương. Rồi ở giai đoạn trung gian, đó là giai đoạn hủy xương và phản ứng màng xương, thì mình sẽ có những cái phản ứng màng xương với đường bờ hình tua, nó là dạng điển hình của cái viêm xương hủy xương. Ở giai đoạn muộn thì cái giai đoạn này vừa hủy xương vừa tạo xương, thì ở giai đoạn này mình có những cái mảnh xương chết ha. Rồi mảnh xương chết thì mình sẽ thấy là cái vùng đậm độ cao, và thường nó nằm ở trung tâm cái vùng xương, và nó là tiêu điểm cho cái nhiễm trùng tái diễn. Rồi mình có những cái ổ áp xe nhỏ ha, như là áp xe Brody ha, là cái áp xe xương, nó do cái phản ứng viêm quanh cái mảng xương chết đó, thì nó tạo cái mủ bao quanh cái mảng xương chết. Mà cái dịch mủ á, thì là cái tổn thương chụp X-quang sẽ không thấy có cản quan,
Cho nên thì mình thấy quanh một cái mảnh xương chết là cái vùng xương có cảm quan á, có những cái vùng không cảm quan bao quanh nó là cái dịch, là dịch bên trong đó, dịch bao quanh đó gọi là áp xe. Rồi ở đây mình có cái hình ảnh viêm viêm xương tủy xương của cái xương ngón tay ha, cái vùng mà đầu xa của cái ngón hai. Ở đây mình chụp cái x-quang của cái ngón hai, ở đây là mình thấy hoại tử cái đầu xa ngón hai ha. Rồi ở cái vùng xương đốt xa của cái ngón hai nè, mình có cái ở đây là cái đậm độ xương bình thường, đây là đậm độ xương bất thường, có cái vùng hấu quang bên trong ha. Hay là cái vùng giảm đậm độ xương á. Ở đây mình thấy cái vỏ xương nó không còn liên tục, mất đi cái sự liên tục của cái vỏ xương ha. Đây là gãy xương bệnh lý. Gãy xương bệnh lý là trên một cái nền xương nó có tổn thương. Rồi bao quanh cái vùng mô mềm bao quanh này mình thấy nó sưng phù nề ha. So với cái vùng này là bình thường, vùng mô mềm này bình thường, thì ở đây mình thấy có bất thường ha, sưng phù nề mô mềm. Rồi đây một cái hình ảnh của viêm xương tủy xương ha. Đây là cái dạng tổn thương xương dạng tăng cái đậm độ. Thì đây là cái tổn thương của xương bàn ngón hai ha, và bao quanh cái vùng này. Đây mình thấy cái mô mềm nó phù nề ha, phù nề quanh cái xương bàn ngón hai. Vậy đây là hình ảnh viêm xương tủy xương. Rồi mình sang một cái bệnh lý nữa là u xương. U xương thì có cái phân loại dựa vào nguyên phát hay là thứ phát, hay là u lành u ác, và dựa vào cái nguồn gốc mô học. Thì để chẩn đoán được u xương thì mình dựa vào thứ nhất là lâm sàng, hình ảnh X-quang và giải phẫu bệnh lý. Thì có thể dựa vào cái sự phân bố u xương theo tuổi, vị trí, tính chất lành ác và đặc tính của mô u. Thì đây là hình ảnh của cái những cái tổn thương u xương mà hay gặp theo tuổi. Dưới 30 tuổi thì mình hay gặp những cái loại này, và trên 30 tuổi mình hay gặp những cái loại này. Thì cái dưới 30 đó mình gặp cái thường là u xương dạng xương ha, và u sụn xương. Rồi cái dạng trên 30 thì thường di căn hay lymphoma hay là cái chondrosarcoma vân vân. Và cái dạng mà viêm xương thì thường là gặp ở các độ tuổi ha. Ở đây một cái hình này mình thống kê cho thấy là dưới 30 những cái tổn thương nào hay gặp, và trên 30 thì những cái tổn thương hay gặp. Thì cái màu xanh đó là cái lành tính ha, và màu đỏ là ác tính. Thì dưới 30 thì cái loại ác tính hay gặp đó là Ewing sarcom với lại cái osseum sarcom. Còn trên 30 thì cái ác tính mình hay gặp nhiều á là đây. Trên 30 thường gặp ác tính nhiều ha, lành tính mình chỉ có cái giant cell tumor với cái androstenedione. Rồi mình phân biệt cái tổn thương nó lành tính hay ác tính trên X-quang như thế nào. Thì mình dựa vào cái tổn thương ha. Thì cái u lành và u ác nó đều có một là cái hình mờ hoặc là hình huyết xương. Vị trí và tuổi thì có thể dựa vào được ha. Như cái hình lúc nãy mình và minh họa
Dưới 30 thì hay gặp là cái tổn thương gì, và trên 30 hay gặp tổn thương nào? À, cái vị trí đó thì thường gặp là cái u gì? Về cái đường bờ thì cái u lành thường là rõ nét, liên tục và có viền sơ. Trong khi cái u ác thì mình có cái đường bờ nham nhở, không đều và mất liên tục. À, xem cái vùng chuyển tiếp của nó, vùng chuyển tiếp hẹp hay là rộng hay không rõ. Thì cái vùng chuyển tiếp đó là cái vùng mà một cái ổ hủy xương rồi cái viền phía ngoài của nó, nếu mà nó có cái viền phía ngoài là viền sơ thì mình gọi là cái ổ hủy xương có viền sơ, và nếu nó có cái viền phía ngoài nó là một cái không có cái viền phía ngoài thì mình thấy có cạnh nó có cái vùng mà tổn thương dạng thấu quang bao quanh nó, mà ít thì gọi là cái vùng chuyển tiếp hẹp, còn nếu cái dạng thấu quang rộng và giới hạn không rõ mình gọi là vùng chuyển tiếp rộng. Rồi, còn đánh giá vào cái vỏ xương thì cái u lành thường là nó sẽ bảo tồn cái hình ảnh vỏ xương, thì vỏ xương có thể bình thường hoặc là phồng to, còn cái dạng u ác thì nó sẽ hủy vỏ xương và nó gây ra vỡ vỏ xương, thì có thể gặp gãy xương bệnh lý. Xem cái phản ứng màng xương thì u lành thường là không có ha, và mô u ác tính thì thường có phản ứng theo cái dạng phản ứng màng xương ác tính, đó là dạng tam giác Cobb-Mann hay hình bảy hành vân vân. Về cái xâm lấn mô mềm thì u lành không có xâm lấn mô mềm và u ác tính thì thường xâm lấn mô mềm. Còn về tiến triển thì u lành tiến triển chậm và u ác tiến triển nhanh. Đó, một cái hình minh họa phân biệt được cái tổn thương lành tính hay là tổn thương ác tính. Thì mình ở đây mình sẽ có cái vùng hủy xương ha, dạng có bờ có viền sơ là lành tính ha. Đây hủy xương theo cái dạng những cái ổ hủy xương bên trong dạng mật gặm ha, hoặc là dạng thấm, là những cái mảng hay ổ hủy xương bên trong và nó không đều, nó dính nhau. Rồi ở đây mình có cái bờ viền sơ, còn ở đây mình thấy không có cái bờ viền sơ và nó có những cái vùng xung quanh của nó nè, vùng xung quanh bao quanh cái tổn thương á, hủy xương á, nó nham nhở ha. Thì thường là nó thể thể hiện là hình ảnh giảm độc độ bao quanh cái tổn thương, thì đó là cái vùng chuyển tiếp. Thì mình nói là nó có vùng chuyển tiếp rộng hay là cái tổn thương nó xâm lấn ra phía ngoài, cái rộng ra. Rồi mình xem cái phản ứng màng xương nữa ha. Phản ứng màng xương đây dạng lành tính là dạng một lớp, dạng ác tính dạng tam giác Cobb-Mann hay là dạng tia nắng mặt trời, dạng nhiều lớp vân vân. Rồi xem cái mô mềm xung quanh có xâm lấn hay không, thì đây không xâm lấn, đây có xâm lấn mô mềm. Đây hình minh họa một cái tổn thương dạng lành tính ha. Mình thấy có một cái vùng này tổn thương ha, tại cái vùng vỏ xương mình thấy có tổn thương vùng thấu quang kèm với cái viền sơ. Đây là hình ảnh tổn thương hủy xương có viền sơ trong cái dạng u lành. Tương tự ha, cái tổn thương hủy xương có cái viền sơ hay là tổn thương dạng bản đồ là thường gặp trong cái u lành tính. Rồi cái mình sang cái tổn thương này, đây thì mình thấy cái khối khối trán chỗ cái vùng đầu trên của cái xương chày, và đây là hình ảnh tăng sinh xương. Ở đây hình ảnh xâm lấn ra phía ngoài vỏ xương, cái vùng vỏ xương mất liên tục ha. Rồi cái vùng mô mềm ở đây nó bị sưng nề,
xâm lấn mô mềm, hình ảnh tổn thương ác tính. Ở đây hình ảnh hủy xương dạng bọt gặm, lúc nãy mình học rồi ha, có những cái nốt hủy xương, rất nhiều nốt ha, và nó dính với nhau, giới hạn không rõ ha, thì gặp trong di căn xương. Rồi đây là hình ảnh tổn thương xương dạng tăng sinh xương, mình thấy nó tăng đậm độ xương ha. Một cái thân sống thắt lưng, xương cùng, xương chậu, xương xương đùi, hình ảnh trong thường gặp trong cái di căn. Thì trong cái ca này là ca tuyến tiền liệt, cho nên là mình có tổn thương xương này là mình nghĩ nhiều tới cái di căn xương. Rồi mình sang một cái dạng nữa, đó là thoái hóa khớp. Rồi cái thoái hóa khớp nó có nhiều tên gọi ha. Nó có DCD, OA, Degenerative Joint Disease, hoặc là Osteoarthritis, hoặc là Osteoarthrosis, hoặc là Hypertrophic Arthritis. Thì cái định nghĩa nó là cho sự thoái hóa cái sụn khớp với những cái cấu trúc khác và nó cấu tạo nên khớp. Thì cái thoái hóa khớp này nó không phải là một cái tổn thương viêm ha. Thì cái thoái hóa khớp nó hay gặp những cái khớp chịu sức nặng của cơ thể, ví dụ như là khớp vùng thắt lưng nè, vùng khớp háng, khớp gối, khớp cổ chân, hay những khớp gian đốt tay. Thì nó có hai loại chính, đó là thể nguyên phát và thể thứ phát. Rồi đây những cái vị trí liên quan tới cái thể nguyên phát, thoái hóa vùng vai nè, cổ tay, ngón tay, cổ tay, ngón tay ha. Đây, ở cái vùng khớp háng, gối, khớp cổ chân, ngón chân. Rồi mình có những cái dấu hiệu X-quang cơ bản trong cái thoái hóa khớp. Thứ nhất là gai xương, thứ hai là sơ xương dưới sụn, rồi thứ ba là hẹp khe khớp. Thì lúc nãy mình học ha, thoái hóa khớp thường là hẹp khe khớp không đối xứng ha, có thể có nang xương dưới sụn và có thể có trật khớp nhẹ, có thể vôi hóa trong khớp hay quanh khớp. Đây cái hình ảnh mình chụp cái khớp háng ha, chụp khớp háng hai bên. Thì mình thấy ở đây hình này mình thấy có hình ảnh cái vùng này là vùng ổ cối ha, ổ cối đây là chõm xương đùi. Thì ngay tại cái vùng ổ cối này mình có gì, tăng cản quang của cái vùng ổ cối này, em gọi là sơ xương dưới sụn. Ở đây cũng vậy ha, tăng cản quang của vùng ổ cối, sơ xương dưới sụn. Rồi ở đây mình có cái khe khớp, khớp háng đây, cái khe khớp mình thấy hẹp khe khớp ha. Đối với khớp háng bên trái mình thấy không có còn khe khớp nữa, hẹp nặng. Đây khớp háng bên phải là mình thấy có một phần khe khớp ở khớp háng bên phải. Vậy thì mình có cái hẹp khe khớp háng bên trái ha, sơ xương dưới sụn vùng ổ cối hai bên. Như vậy là mình có thoái hóa khớp háng hai bên và bên trái nó nặng hơn. Rồi ở hình bên đây cũng vậy ha. Thì theo thời gian thì mình thấy cái khớp háng nó nặng hơn, thoái hóa nặng hơn bên trái nhiều hơn bên phải. Rồi ở đây bệnh nhân được thay cái khe khớp, thay khe khớp háng bên trái, thì mình thấy là có hình ảnh này là hình ảnh cái khớp nhân tạo ở đây ở vị trí khớp háng bên trái. Thì ở cái khớp háng bên phải này mình thấy có hình ảnh nó thoái hóa khớp ha, và cái so với cái khe khớp phía ngoài nè,
So với những hình trước thì cái khớp háng bên phải này nó hẹp cái khe khớp hơn so với những hình trước. Như vậy thì cái khớp háng bên phải này nó cũng diễn tiến là thoái hóa nặng hơn so với cái phim trước. Thì thường mình đọc phim thì nên so sánh những cái phim cũ ha, để mình biết cái độ thoái hóa của nó như thế nào. Ở đây có hình ảnh chụp khớp gối. Khớp gối hình chụp thẳng và khớp gối nghiêng. Thì trên cái khớp gối thẳng này mình sẽ xem cái khe khớp ha. Khe khớp nè. Hai khe khớp trong và khe khớp bên ngoài. Thì thường thì nó sẽ chịu cái thoái hóa khớp, nó sẽ hẹp khung trúng cái vùng khe khớp, vùng chịu lực là khe khớp bên trong. Rồi, mình thấy những cái hình ảnh gai xương đây. Gai xương hẹp khe khớp gối vùng chịu lực. Vậy đây hình ảnh thoái hóa khớp gối. Rồi một cái ví dụ khác nữa ha. Mình chụp cái khớp gối. Ở đây mình thấy có cái hình ảnh hẹp cái khe khớp vùng chịu lực, và mình thấy mất luôn cái khe khớp nó hẹp nặng ha, và cái diện khớp của nó là nham nhở. Ở bên đây khe khớp gối ngoài là không có hẹp, thì đây mình có hẹp khuôn trú một cái khe khớp. Rồi ở đây mình có hình ảnh gai xương ha, và cái hình ảnh sơ xương dưới sụn là cái hình ảnh tăng cái đậm độ xương ở cái vùng đầu xương ha, kế cái sụn, và mình không thấy được cái sụn khớp ở đây ha. Đây là hình ảnh sơ xương dưới sụn. Tương tự đây hình ảnh sơ xương dưới sụn. Rồi mình sang cái hình ảnh lao xương khớp. Lao xương khớp cái hình ảnh là hẹp khe khớp và khe đĩa đệm. Thì đó là cái hình ảnh hủy xương nham nhở đối xứng vào khe khớp và đĩa đệm. Thì tổn thương nó sẽ bắt đầu từ khe khớp, khe đĩa đệm và lan ra hai cực của khớp hoặc đĩa đệm. Thì mình có cái hình ảnh soi gương. Thì trong cái lao xương khớp thì thường gặp cái hình ảnh áp xe cạnh khớp mà cột sống. Thì trên X-quang khi có hình ảnh áp xe cạnh cái cột sống thì cái cột sống mình thấy là có hình mờ quanh cái đốt sống tổn thương, hình thoi hoặc hình củ hành. Thì nếu có vôi hóa thì mình sẽ thấy cái hình ảnh là không đồng đều ha, và những cái dấu hiệu tái tạo, dấu hiệu muộn ví dụ như đặt xương cạnh hốc hay là gai xương quanh đĩa đệm. Đây ở đây mà hình minh họa mình chụp một cái khớp háng thì bên đây là khớp háng phải thấy bình thường ha, khớp háng bên trái bất thường, và mình thấy cái bề mặt của cái khe khớp nó nham nhở ha, vùng này ổ cối ha, đầu trên cái vùng chõm xương đùi nè ổ cối, và cái vùng khe khớp nó bị hẹp hẹp toàn bộ khe khớp khớp háng bên trái, và cái bề mặt khớp nham nhở. À, thì đây hình ảnh lao khớp háng. Rồi một cái hình ảnh minh họa nó chụp cái cột sống ngực tư thế nghiêng. Thì mình nhìn từ trên xuống mình thấy có cái bất thường hai cái đốt sống này. Đây ha. Thì đây là cái đĩa đệm. Đĩa đệm bình thường thì hai cái đốt sống này đã bị xẹp và nó xẹp luôn cái đĩa đệm của hai cái đốt sống ngực thấp. Ở hình bên đây là hình là CT sau khi mình dựng hình thì mình thấy hai cái đốt sống ngực thấp thì nó bị xẹp và cái đĩa đệm nó xẹp ha, xẹp hoàn toàn đĩa đệm. Rồi có hình ảnh hủy xương và hình ảnh tăng sinh xương ở bên trong của cái thân sống. Thì đây là hình ảnh của cái viêm đốt sống đĩa đệm cho lao. Rồi cái phần cuối ha là cái câu hỏi lượng giá. Thì sau bài học mấy em mô tả được cái hình ảnh bất thường đậm độ xương, phân biệt cái những cái phản ứng màng xương. Rồi
phân biệt cái hình ảnh gai xương với cồng xương, rồi mô tả cái đặc điểm hình ảnh X-quang viêm xương tủy xương, và mô tả đặc điểm hình ảnh thoái hóa khớp, và cuối cùng là phân biệt cái hình ảnh u xương lành tính và ác tính. Dựa vào cái bảng phân biệt